tin Hoa Kỳ và Cuba loan báo sự nối lại bang giao sau hơn 50 năm bị gián đoạn đã được Việt Nam hoan nghênh trong một cuộc họp báo thường lệ của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội hôm qua. Báo chí Việt Nam tường thuật rằng Phó phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã đưa ra phát biểu vừa kể khi trả lời Thông tấn xã Việt Nam hỏi về quan điểm của Hà Nội đối với tuyên bố chung của Mỹ và Cuba về việc bình thường hóa quan hệ bang giao. Bà Thu Hằng nói rằng đây là một tuyên bố có tính cách lịch sử, sẽ mang lại lợi ích cho nhân dân của hai nước. Bà Thu Hằng nói, chúng tôi xin trích, đây là bước khởi đầu cho việc tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao hoàn toàn giữa hai nước, đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân Cuba và Hoa Kỳ, góp phần quan trọng vào việc duy trì hòa bình, ổn định, tăng cường hợp tác tại châu Mỹ và trên thế giới. Lên tiếng tại thủ đô Washington hôm qua, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ John Kerry cũng nhắc tới Việt Nam khi phát biểu về thay đổi chính sách đối với Cuba của Hoa Kỳ. Báo South Florida Caribbean News của Mỹ hôm nay trích lời Ngoại trưởng Kerry nói rằng như trong trường hợp Việt Nam, thay đổi quan hệ với Cuba sẽ đòi hỏi chúng ta phải đầu tư thời gian, nhiều cố gắng và nhiều tài nguyên. Ông nói bước hành động hôm nay phản ánh tin tưởng mạnh mẽ của Hoa Kỳ rằng những sự rủi ro và cái giá phải trả để lật ngược xu hướng hiện nay thấp hơn nhiều so với những rủi ro và những cái giá phải trả nếu tiếp tục không làm gì cả và duy trì tình trạng bế tắc về bức tường ý thức hệ do chính chúng ta dựng nên. Ngoại trưởng Mỹ cho biết Tổng thống Obama đã đề ra những bước hành động để thay đổi quan hệ Mỹ-Cuba và cải thiện đời sống của dân Cuba từ năm 2009 bằng cách nới lỏng những hạn chế đối với lệnh cấm du hành và các hoạt động chuyển ngân do cộng đồng Cuba ở Mỹ gửi về nước để giúp đỡ thân nhân. Ngoại trưởng Kerry nói với tuyên bố hôm qua, Tổng thống Obama cam kết sẽ đẩy mạnh các nỗ lực nhằm vạch ra một hướng đi mới cho quan hệ giữa hai nước. Ông Kerry nói, hướng đi mới đó chắc chắn sẽ còn nhiều thử thách, nhưng là một bước không chỉ dựa trên thiện chí, mà trên niềm tin vững chắc rằng đây là cách tốt nhất để mang lại tự do và cơ hội cho nhân dân Cuba và cùng lúc cổ vũ cho các lợi ích an ninh của Hoa Kỳ và quan hệ hợp tác với châu Mỹ Latin và thế giới.